Hóa là một tỉnh thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Trung Bộ, với vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi và tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trong những năm gần đây luôn đạt top đầu của cả nước. Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đặc biệt nhất là phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến địa danh nổi tiếng là biển Sầm Sơn với hàng loạt các hoạt động dịch vụ du lịch. Hiện tại, các tập đoàn lớn đang khai thác và đầu tư xây dựng, phải nói đến tập đoàn Sun Group đã và đang đầu tư với tổng quy mô dự án gần 1.700 ha trải dài dọc biển Sầm Sơn, định hướng phát triển du lịch vui chơi giải trí bốn mùa. Hòa chung với sự phát triển kinh tế xứ Thanh, thị trường bất động sản Thanh Hóa cũng đang nóng lên từng ngày. Trong đó, đất nền ven biển là một trong những phân khúc sôi động nhất. Một trong những mặt bằng hứa hẹn trên thị trường thời điểm hiện tại, dự án đất nền ven biển Quảng Đại Center Sầm Sơn, một trong những viên ngọc thô đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư thông thái. Với sự xuất hiện của những tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, FLC, Flamingo, hàng loạt các dự án du lịch trọng điểm quốc gia được triển khai. Với vị trí kim cương đắt giá của Sầm Sơn, khu đô thị mặt tiếp giáp ba trục đại lộ giao thông trọng điểm là đường Duyên Hải ven biển, đường Tây Sơn 4 và đường Vành Đai phía Nam. Tổng diện tích dự án là 45.569,92 m², chia thành 402 lô đất liền kề, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, 112 lô đất thuộc giai đoạn 3 được thực hiện bởi chủ đầu tư là công ty xây dựng Sơn Trang. Dự án có tên gọi là Quảng Đại Center, được thiết kế xây dựng trên tổng diện tích 12.391 m², chia thành 112 lô, diện tích trung bình từ 96 đến 125 m² trên một lô, loại hình sản phẩm, đất nền liền kề. Hình thức sở hữu, sổ đỏ, sở hữu lâu dài. Quảng Đại Center Sầm Sơn tọa lạc tại vị trí trung tâm của hàng loạt các dự án du lịch nghỉ dưỡng như Văn Phú Event, Sun Group 4 mùa, Farmstay, Homestay, Bãi biển Tiên Trang Quảng Lợi. Phía đông bắc của dự án là đường Vành Đai phía Nam và mặt bằng 90 Bắc, cách dự án Sun Group 300 m, cách Văn Phú Event 500 m, cách trung tâm biển Sầm Sơn, đường Hồ Xuân Hương 3 km. Phía đông nam, cách dự án nghỉ dưỡng Farmstay Quảng Lưu và Homestay Quảng Thái 3 km, cách biển Tiên Trang Quảng Lợi 5 km. Phía tây, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 10 km, cách khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên 15 km, cách trung tâm thị trấn Quảng Sương 7 km, cách sân bay quốc tế Sao Vàng 35 km. Tất cả tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng bậc nhất miền Bắc. Quảng Đại Center Sầm Sơn thực sự là một dự án vàng cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, giá chỉ từ 13,5 triệu đồng một mét vuông